Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợn nha các bạn. Thì có một bạn hỏi Lợn liên quan về hình chữ nhật nha. Thì thứ nhất là tóm tắt nha mọi người, tóm tắt. Đề bài cho nè, một cái thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài mình viết gọn nha mọi người là 15 mét, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Thì khi các bạn gặp cái này thì các bạn nghĩ ngay chiều rộng mấy phần à? 2 phần. Chiều dài mấy phần à? 3 phần. Vậy 15 mét này là của 3 phần. Vậy muốn tìm số mét của một phần thì ta lấy 15 chia 3. Muốn tìm chiều rộng thì ta nhân thêm 2. Đó là cách để các bạn hiểu về liên quan về số phần bằng nhau nha các bạn. Rồi, tiếp theo 1 mét vuông thì thu hoạch được 10 tấn. Thì hỏi với diện tích đó, với cái diện tích người ta cho đó, thì thu hoạch được bao nhiêu tấn. Được chưa? Thì thứ nhất nè, các bạn muốn tính được cái diện tích hình chữ nhật thì ta phải có chiều dài và chiều rộng. Thì thứ nhất các bạn phải tính chiều rộng hình chữ nhật. Chiều rộng hình chữ nhật là, ở đây có hai cách nha, là ghi cách một trước, cách một cái lời giải đó, cái phép tính đó. Đó là chiều dài là 15 nè. Thì chiều dài mấy phần à? 3 phần lấy 15 chia 3. Đó, đây là số mét của một phần nè. Rồi nhân với số phần của chiều rộng là 2. Được chưa? Cách 1. Cách 2 tùy vào giáo viên nha. Thì các bạn thấy chiều dài không ạ? Viết vào đây, vậy là lấy 15 lấy 2/3 nhân 10 15. Đó. Chỗ nào có chữ chiều dài các bạn thế vào. Được chưa? Hai thằng này đều có kết quả như nhau. Đó là ra 10 mét. Đây, 10 mét. Khi đã có chiều dài và chiều rộng thì các bạn tính được diện tích hình chữ, thửa ruộng hình chữ nhật là, ta lấy dài nhân rộng, 15 nhân 10 bằng 150 mét vuông. Rồi, thì cũng ở đây mình nháp nha. Ở đây nháp để cho các bạn hình dung nào. Đó, 1 mét vuông thì là 10 tấn. Vậy, diện tích là 150 mét vuông thì bao nhiêu tấn? Thì các bạn nghe cho kỹ chỗ này giúp Lợn. Đó là phương pháp nhân chéo chia ngang. À, nhân chéo chia ngang. Vậy lấy 150 nhân 10 tấn chia cho 1. Lấy 150 nhân 10 chia 1. Vậy lời giải là số tấn hay là số kg thì các bạn nhìn vào đề nha. Vậy đây là số tấn rau thu hoạch được trên thửa ruộng là thì ta lấy gì à? 150 nhân 10 chia 1. Rồi, phép nhân và phép chia các bạn làm từ tay trái sang tay phải, lấy 150 nhân 10 rồi chia 1. Ra bao nhiêu tấn, comment kết quả ở phía dưới giúp Lợn nha mọi người. Rồi, trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợn để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.